Em giới thiệu các bác con lọc khí Daikin vầng trăng hay gọi là mặt nguyệt. Con này thì nó có cái màu nâu cà phê khá là sang trọng. Được cái màu nâu này thì rất là bền màu các bác nhé. Dùng 10 năm, 20 năm thì màu vẫn vậy thôi. Mà giá thành thì lại hợp lý hơn các cái màu kia. Trước này em bán là 2 triệu 6 bảo hành 1 năm nhé. 2 triệu 6 giá chỉ hơn Daikin đồng hồ vuông có 100 nghìn thôi. Các bác cân nhắc có thể lấy sang con này. Đồng hồ vuông hoặc là mặt nguyệt. Đấy, đời đồng hồ vuông nhé, 2 triệu 6. Con vầng trăng. Thức. Con này là vỏ nguyên zin. Trên này các bác nhìn vỏ nguyên zin nhé. Đây. Tổng thể chất máy còn khá là sáng đẹp, mới. Đây. Trước này thì mình dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. Năm sản xuất 2014. Xe máy 2386. Nhựa nguyên, vỏ nguyên. Nội thất sạch đẹp. Nội thất sạch, hay nước sáng đẹp mà tập ẩm như mới luôn. Nếu mà nói về 2 triệu 6 thì thật sự rất đáng để mua đây các bạn. Vô địch trong tầm giá. Báo phần trăm độ ẩm. Lọc tốt, lọc khỏe. Phòng nào cũng được. Màng HEPA âm thanh mới tinh, hai con lọc tĩnh điện hai bên, thanh timer khử khuẩn. Đấy, các bác nào chốt chiếc này alo xem nhé. Tính năng trên này thì nó như nhau hết rồi, nói mãi vẫn như vậy rồi. Đấy, các bác cân nhắc có thể là lấy. Nếu con này mà màu trắng thì em đang bán là 3 triệu, màu nâu này thôi bán 2,6 triệu cho nó nhanh. Mặc dù nhập lô về giá như nhau đấy các bác, nhiều khi thì phải đẩy thu hồi vốn thôi. Bác nào cảm thấy phù hợp alo em nhé, số 8.